Cám Chim Đất Việt xin chào tất cả các bác. Hôm nay nhà mình đang tiếp tục đóng gói cái thức ăn dành cho chim họa mi và đóng gói một số cái đơn hàng mà anh em đặt ngày hôm nay gửi cho anh em toàn quốc. Các bác đang nhìn thấy ở đây, đây là cái hạt cám thực tế được làm từ nguyên liệu tự nhiên. Đặc biệt các bác cắt cái túi này ra, các bác có thể thấy được cái mùi thơm từ cái nguyên liệu của nó. Đấy. Ở đây một số cái đơn hàng của anh em đang đặt, các bác có thể thấy anh em của Vĩnh Phúc này, anh Toàn một cân mi này, rồi anh em Đà Nẵng anh Hưng này, rồi cám màu của anh em Lào Cai này, cám cu gáy là cám mi của anh em Bắc Giang này, vân vân. Tiếp theo là cám chòe, cám mi khứu đấy của anh em Điện Biên này. Theo đây là cám mi của anh em Hà Nội này, đấy, anh em Long Biên này, vân vân. Từ bên này nữa. Đấy. Ngoài này thì các bác thấy đấy, mình đang nuôi rất là nhiều loại. Đấy. Mi, màu, chòe. Mấy chú gầy đang treo để ngoài này đây. Cú gáy này. Đấy, trên này là một số cái con chòe. Đấy. Phía bên này là chào màu. Đấy. Mi. Màu vẫn treo ở trên này luôn. Trở vào phía trong nhà. Thì đây, nhà mình đang đóng gói hút chân không, đảm bảo cho cái sản phẩm được tốt nhất. Với cái sản phẩm cám họa mi của đất Việt thì các bạn có thể sử dụng ổn định quanh năm này, sắc lông sắc mỏ nó sẽ sáng vàng đẹp đấy, và lửa đều ổn định. Thành ở Lạng Sơn, anh cả cám chòe ở Long An, nói chung là tất cả các tỉnh bên nhà mình đều gửi cho anh em miễn phí bưu điện mang tận nhà. Cám gáy của Hà Nội này, cám mi của anh em Vĩnh Phúc. Và đây, đây các bác có thể thấy là 1 kg là sẽ được 4 gói như thế này, đấy, tương đương với là 200.000 và miễn phí ship tận nhà luôn. Đây là địa chỉ của nhà mình. Các bác liên hệ qua số điện thoại 0908070555 và 0944114410, website chimcanhdatviet.com. Bên ngoài mấy chú vẫn đang chơi. Một loại thôi, các bác có thể sử dụng ổn định quanh năm luôn. Con chim sẽ có cái sắc lông nó đẹp. Đấy, áo. Và các bác thấy mùa này có thể là mùa thay lông. Đấy. Con này còn thay lông đang nhiều này. Con này đã tương đối là hoàn thiện xong lông này. Con này thì vẫn đang thay lông nhiều. Các bác đang thấy. Đấy, các bác thấy đúng không ạ? Mùa này mùa thay lông. Đấy, tốt. Đây là một số cái con chèo đã chưa bỏ ra. Đây là chèo được.
gần xong rồi, xong gần xong lông rồi. Thì là trải suốt được sáng. Và đây là cái địa chỉ của nhà mình, thì các bạn cố gắng liên hệ trực tiếp qua số điện thoại giúp mình nhé, hoặc qua cái Facebook Cám Chim Đất Việt hoặc kênh YouTube Cám Chim Đất Việt giúp mình để cập nhật nhiều nhất video của mình đăng lên. Còn nữa, cảm ơn tất cả các bác đã theo dõi. Xin chào tất cả các bác. Chia sẻ các bạn chú họ Mi đang nuôi tại nhà rất là đẹp.